Các bạn thân mến, có một tác giả đã viết: khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt thì con người rất dễ kết luận rằng không có một giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh từ lần này sang lần khác rằng giả thuyết đó là sai lầm. Hãy cùng Niềm Tin Live suy ngẫm qua những câu chuyện sau nhé. Câu chuyện về loài chim ó. Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lọc với kích thước khoảng 2x2,5m và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang, thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, nhưng con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một tù nhân. Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên với đoạn chạy đà khoảng 3-4m. Không có quãng đường để chạy thì theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời trong một nhà giam nhỏ chẳng hề có mái. Câu chuyện về con dơi. Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi đến mức ấn tượng. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước loanh quanh một cách vô vọng và tất nhiên một cách đau khổ. Cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó nó có thể tung mình vào không trung và ngay lập tức nó bay lên như một tia chớp. Câu chuyện về loài ong nghệ. Một con ong nghệ nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên hoặc qua đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình. Câu chuyện về con người. Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể một giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn hay nhìn hướng tới phía trước. Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã, nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao và nhìn tới phía trước, đó là cách sống lạc quan và tinh thần tích cực nhiều hy vọng sẽ giúp các bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp. Nhớ kỹ bạn nhé, chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn, rộng hơn tình huống hiện tại, rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay trước mắt mình. Sống đơn giản, yêu thật lòng, quan tâm sâu sắc, tiến về phía trước, đó là câu trả lời cho mọi vấn đề. Chúc các bạn vui vẻ.